Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau về của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Trường Giang khuyên Hồ Quang Hiếu không nên mê gái. Trường Giang cho rằng là đàn ông phải đặt sự nghiệp làm trọng. Tập 13 ca sĩ giấu mặt đã có nhiều tình tiết thú vị với chủ đề các bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Khi hỏi về bản hit Đừng buông tay anh, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cho biết nội dung MV về một câu chuyện tình yêu tan vỡ khi anh và nữ ca sĩ chính đóng vai một cặp đôi đã cưới nhau và ở với nhau. Đột nhiên người thứ ba xuất hiện vào ở cùng, khi cho rằng đó là lỗi của người thứ ba chứ không phải của nam chính trong câu chuyện. MC Trường Giang cho rằng Hồ Quang Hiếu đã sai, đừng bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba, vì người thứ ba xuất hiện là lỗi của người thứ nhất và người thứ hai. Bởi vì người thứ nhất và người thứ hai không lung lay thì người thứ ba không thể nào chen chân vào được. MC còn khẳng định đàn ông không được mê gái, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Ngay khi Trường Giang vừa dứt lời, ở ghế giám khảo chính, nghệ sĩ Hoài Linh đã phải đứng dậy vỗ tay. Trái với sự vui mừng của Trường Giang, vị giám khảo bá đạo khẳng định anh không nói về Hiếu, anh nói về Giang, anh để bụng xem Giang có làm được không, chứ hiện tại anh thấy Trường Giang mê gái nhiều hơn mê nghề rồi đó. Cũng với bản hit Đừng buông tay anh, nghệ sĩ Hoài Linh, Chí Tài và ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã có tiết mục ngẫu hứng hết sức thú vị khi nghệ sĩ Hoài Linh đóng vai cha ngăn cấm tình yêu của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Chí Tài. Tiết mục đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả tại trường quay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.